Thời tiết nắng nóng cực đoan tại Thái Lan đang gây ra nhiều lo ngại. Trong 4 tháng đầu năm nay, 61 người đã tử vong vì say nắng. Hầu hết nạn nhân tử vong đều là người lao động nhiều tuổi, nông dân và lao động chân tay. Nam giới tử vong nhiều hơn nữ giới. Các yếu tố tăng nguy cơ tử vong do say nắng là uống nhiều rượu, mắc bệnh lý nền và làm việc ngoài trời. Theo các chuyên gia, các triệu chứng say nắng bao gồm thân nhiệt cao nhưng không đổ mồ hôi, nhịp tim tăng nhanh và mạnh, đau đầu, nói lắp bắp hoặc ngất xỉu. Người dân được khuyến cáo tránh mọi hoạt động dưới ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là trong khoảng thời gian cao điểm nắng nóng, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Những ca tử vong liên quan đến nắng nóng cũng đang gia tăng ở châu Âu do biến đổi khí hậu. Theo báo cáo được công bố ngày hôm qua trên tạp chí y tế công cộng Lancet, số ca tử vong trung bình đã tăng thêm 17 người trên 100.000 người sống ở châu Âu trong khoảng từ năm 2013 đến năm 2022 so với 10 năm trước đó, tức là từ năm 2003 đến năm 2012. Báo cáo cũng cho biết nguyên nhân do tình trạng mất an ninh lương thực do mất mùa, áp lực nắng nóng lên dân số già và khí hậu tạo điều kiện cho các bệnh do côn trùng lây lan. Theo báo cáo, chịu ảnh hưởng nặng nhất về sức khỏe do nắng nóng chủ yếu là người dân các nước ở Nam Âu, nhưng vấn đề cũng đang lan dần lên phía Bắc. Gần đây, Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí hậu của Liên minh châu Âu đã báo cáo rằng châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất, nhiệt độ ở đây đang tăng gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Giảm khí thải nhà kính, trong đó đáng chú ý nhất là khí CO2 đang là một thử thách lớn đối với các quốc gia hướng tới net zero và kinh tế bền vững. Tại Argentina, ngoài việc giảm phát thải, thì các nhà khoa học còn đang triển khai một dự án để bẫy được khí thải, hiểu nôm na là việc nhốt khí CO2 ở các khu vực đô thị. Không phải là cây, nhưng cũng quang hợp, hút khí carbon và nhả ra khí oxy. Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, bên cạnh những cái cây bình thường, còn có các vật thể trông kỳ lạ như thế này. Và chúng cũng quang hợp y như một cái cây. Chỉ có điều khả năng của chúng mạnh hơn một cái cây khoảng 50 lần. Cỗ máy quang hợp này có tên là IGE, sản phẩm của công ty ETEC. ETEC là tổ chức được thành lập bởi công ty dầu mỏ nhà nước EPF và Hội đồng Khoa học nhà nước Argentina. Không chỉ hút CO2, nhả ra oxy, mà từ cái máy này còn ra được một thành phẩm khác gọi là biomass, sinh khối. Chất này được tận dụng làm phân bón trong nông nghiệp và làm bê tông trong xây dựng. Nhờ vào sinh khối biomass mà chúng tôi còn có thể đo được lượng khí CO2 mà cỗ máy này hút vào lúc đầu. Tính ra trong một năm, một máy này hấp thụ được khoảng nửa tấn khí CO2. Nửa tấn khí CO2 đó hoàn toàn có thể quy đổi ra tiền. Trên thị trường giao dịch carbon tự nguyện, một tấn khí CO2 tương đương với một tín chỉ carbon có thể được mua lại với giá từ 2 đến 4 đô la Mỹ. Đây là một cơ chế giao dịch quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải, bảo vệ môi trường của thế giới. Từ loại khí này mà nhiều quốc gia đã thu được tiền tươi thóc thật, trong đó có Việt Nam. Cho nên ngoài rừng cây tự nhiên mà mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu, thì các công nghệ để kiểm soát, hấp thụ khí CO2 như thế này đang là một lĩnh vực tiềm năng. Thị trường của những công nghệ hấp thụ khí CO2 sẽ lớn gấp nhiều lần thị trường hóa dầu toàn cầu. Nếu chỉ dựa vào trồng cây, các nhà khoa học tính toán rằng phải cần một cánh rừng có diện tích to bằng cả lục địa châu Âu mới có thể hấp thụ được 10 tấn khí CO2. Cho nên những công nghệ như IGE, dù còn rất non trẻ, có thể sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong tương lai. Thực tế, những phiên bản to hơn, đồ sộ hơn của IGE đã xuất hiện tại châu Âu. Ví dụ như nhà máy hấp thụ khí CO2 này đặt tại Iceland, đã gọi vốn được 650 triệu đô la Mỹ và cất giữ được khoảng 4.000 tấn CO2 mỗi năm, chuyển hóa chúng thành các thể đá ba sao. Tiếp theo sẽ là các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ít nhất 28 người, trong đó có trẻ em đã tử vong và nhiều người khác mất tích sau khi lũ quét và dòng dung nham lạnh từ một ngọn núi lửa tấn công miền Tây Indonesia. Cơ quan chức năng địa phương đã điều động đội cứu hộ và thuyền cao su tìm kiếm các nạn nhân mất tích, vận chuyển người đến nơi trú ẩn. Chính quyền sở tại đã thành lập các trung tâm sơ tán và trạm khẩn cấp tại một số điểm ở hai huyện gần ngọn núi Merapi, núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Sumatra. Dù đã bước sang tháng 5, người dân sinh sống ở Moscow, Nga vẫn bất ngờ chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi phủ trắng đường phố, nhà cửa.
Trung tâm khí tượng thủy văn Nga cho biết, tuyết rơi bất thường vào ngày 9 tháng 5 vừa qua ở Moscow là trận tuyết đầu tiên được ghi nhận vào ngày này hàng năm ở thủ đô nước Nga. Nhiệt độ trung bình hôm ngày 9 tháng 5 ở Moscow ở mức 1,7 độ C, khiến nơi đây trở thành ngày 9 tháng 5 lạnh nhất kể từ năm 1972. Đợt giá lạnh và băng tuyết bất thường vào đầu tháng 5 này đã phá hủy vụ mùa ở nhiều tỉnh nông nghiệp của nước Nga. Nhà máy được ví như một chiếc máy hút bụi lớn nhất thế giới, được thiết kế để hút CO2 từ không khí, mới đây đã đi vào hoạt động ở Iceland. Nhà máy có tên là Maxmos, được thiết kế theo dạng mô đun với 72 thiết bị thu giữ khí carbon, có thể xếp chồng lên nhau và di chuyển xung quanh dễ dàng. Thu giữ CO2 trực tiếp là công nghệ được thiết kế để hút khí và lọc carbon bằng hóa chất. Sau đó carbon được chôn sâu dưới lòng đất, tái sử dụng hoặc biến đổi thành sản phẩm rắn được lưu trữ bền vững. Đây vẫn được coi là một cột mốc quan trọng đối với một công nghệ non trẻ, rất có thể sẽ là chìa khóa để giải quyết khủng hoảng khí hậu.